Thưa quý vị, thời gian gần đây, nghi vấn nghệ sĩ ưu tú Chí Trung và nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền rạn nứt hôn nhân đã nhiều lần xuất hiện trên mạng xã hội. Một số nguồn tin khẳng định cặp vợ chồng nghệ sĩ đã đường ai nấy đi sau 30 năm chung sống. Tuy nhiên, cả Chí Trung và Ngọc Huyền đều chọn cách giữ im lặng trước những lời đồn đại. Điều này càng khiến cho công chúng tò mò. Mới đây, bạn gái mới của nghệ sĩ Chí Trung, Ý Lan, đã chính thức lên tiếng tiết lộ về mối quan hệ của cả hai, làm sáng tỏ những hoài nghi của dân mạng. Bạn gái Chí Trung tiết lộ rằng nam nghệ sĩ đã ly hôn vợ từ lâu. Cô và Táo Giao Thông đã gắn bó với nhau suốt 2 năm qua. Cả hai quen biết từ tháng 11 năm 2018. Khi đó, Chí Trung nhận lời làm gương mặt đại diện cho cửa hàng mới của Ý Lan. Thời điểm đó, Ý Lan cho biết Chí Trung đã không còn sống cùng Ngọc Huyền. Nữ doanh nhân nhiều lần khuyên nam nghệ sĩ hãy quay lại với vợ. Đáp lại lời khuyên nhủ, Chí Trung nói có lẽ giữa anh và Huyền đã hết duyên nợ với nhau. Cùng lúc đó, Ý Lan đã chia tay chồng được 3 năm. Cả hai tìm thấy sự đồng cảm, sẻ chia và quyết định bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Hiện tại, sau hơn 2 năm hẹn hò, dù nhiều người trong giới đã biết mối quan hệ của cả hai, nhưng Ý Lan vẫn muốn giữ cuộc sống riêng tư kín tiếng không ồn ào. Tuy anh Chí Trung và chị Huyền đã chia tay, nhưng là phụ nữ, từng ở trong hoàn cảnh ấy nên tôi biết mình cần phải làm gì để tránh sự tổn thương cho người thân của anh. Nếu mọi người xem trang cá nhân của tôi sẽ thấy, tôi chỉ up hình ảnh của mình, chứ ít khi có cả anh Trung. Hơn nữa, chuyện tình cảm của tôi và anh cũng mới tiến triển, không ai nói trước được điều gì, nên mình kín đáo tế nhị vẫn hơn, Ý Lan chia sẻ. Về phía Chí Trung, nam diễn viên hài thường xuyên chủ động đăng tải những hình ảnh tình cảm với Ý Lan lên trang cá nhân. Tuy nhiên, trước chia sẻ mới nhất của bạn gái, anh vẫn chưa lên tiếng. Tương tự, vợ cũ của Chí Trung là nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền cũng không có động thái nào. Còn quý vị nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận, đăng ký kênh, nhớ bấm vào biểu tượng chiếc chuông để nhận những thông tin mới nhất. Xin cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.